Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online, kênh review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Tức là ở ngay giữa video á, em có để số điện thoại chủ nhà ở đây nè, mọi người cứ liên hệ trực tiếp cho chủ nhà nha, không phải là môi giới đâu. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 3 tầng nằm ngay đường Sừng Xuân Soạn, có một cái giá rất là rẻ luôn, chỉ có 2 tỷ thôi nha. Đó, thì hiện tại á, là em đang đứng ngay cái đường này, đường D4 nè mọi người. Phía trước là đường Nguyễn Hữu Thọ đó, là chúng ta quẹo trái là có thể lên được cầu Kinh Tẻ để mà qua quận 4. Còn nếu mà qua quẹo phải á, là chúng ta có thể tới được ngay trung tâm thương mại Lotte Mart nha mọi người. Đó, và ở đây là đường D4. Thì là đi vô đường D4 tầm khoảng chừng 50m là chúng ta sẽ có một cái con đường để mà tới được hẻm 793 đường Trường Xuân Soạn. Tại vì là cái đường này á, là nó thông qua được tới đường Trường Xuân Soạn luôn, nên em đi đường này cho mọi người dễ đi hơn nha. Bây giờ em sẽ hướng dẫn đường vào cho mọi người. Rồi bây giờ là em sẽ quẹo vô bên trong ngay cái hẻm 793 nè mọi người. Đó, đi thẳng qua cái cầu này thì em nhớ hình như cầu này là cái cầu Kim Lam hay cầu gì đó em quên mất tiêu rồi. Đó, nhưng mà nếu mọi người đi thẳng tới cuối đường ngoài luôn á là chúng ta sẽ ra tới được đầu hẻm 793, ra tới được mặt tiền Trường Xuân Soạn nha. Thì bây giờ em sẽ chạy một đoạn hướng dẫn cho mọi người xem. Sau khi chạy một đoạn vô á, mọi người nhìn bên phía tay trái nè. Đó, mọi người sẽ thấy cái hẻm này là hẻm 793-28 Trường Xuân Soạn nha mọi người. Thì do cái đường đang sửa đó, đó cho nên là em sẽ không quay được nha. Còn nếu như mọi người đi thẳng ở đẳng đó là ngay đầu hẻm 793 vào nó sẽ gần hơn. Nhưng mà ở đây á, là mọi người có thể đi thông ra được ngay cái khu Him Lam luôn nha mọi người. Thì vừa rồi từ đầu hẻm 793-28 quẹo vô á, là mình không có quay được. Do là cái đoạn đường đó là đang nâng nha mọi người, khói bụi nhiều lắm cho nên mình không quay được. Thì từ 793-28 mọi người chạy thẳng vô tầm khoảng 100m á, nhìn bên tay phải sẽ thấy cái nhà của chúng ta ngày hôm nay nè mọi người. Thì nhà mình á, có cái địa chỉ á, là 793-28-68 đường Trường Xuân Soạn ở quận 7 nha. Và đây là cái đường trước nhà của mình. Này, đường trước nhà mình là rộng từ 3,5m cho tới 4m nha mọi người. Đó, xe là qua lại thoải mái luôn. Rồi, bây giờ em sẽ đi vô bên trong, em quay khu bên trong cho mọi người xem. Nhà mình có cái diện tích bề ngang là 2, bề dày là 7m, kết cấu là một lầu một sân thượng và giá đang kêu á là 2 tỷ. Giá này vẫn còn thương lượng nha. Số điện thoại chủ nhà em để đây nè, mọi người cứ liên hệ trực tiếp nha. Rồi, bây giờ em sẽ đi quay bên trong cho mọi người xem. Thì nhà hiện tại đang cho thuê đó mọi người, chủ nhà đang không ở nhà. Đó, thì không gian kiểu như không gian mở là thẳng suốt từ đầu nhà xuống tới bếp luôn nè mọi người. Đây là không gian bếp. Đây là không gian từ dưới nhà nhìn lên nè. Đó. Ở đây là người ta đang để làm chỗ để xe nha. Và cầu thang là nằm ở cuối nhà bên tay phải. Rồi bây giờ em sẽ đi lên khu vực trên lầu, em quay trên lầu cho mọi người xem. Đây là cái khu vực ở lầu 1 nè mọi người. Thì nói chung là nhà đó thích hợp cho anh chị nào mà tài chính tầm khoảng chừng 2 tỷ đô lại thôi. Đó, mà muốn nhà ngay sát trung tâm thì nhà này rất là hợp lý nha. Đây là khu vực ở trên lầu, bên phía tay trái là khu vực nhà vệ sinh nha mọi người. Đây là khu vực nhà vệ sinh nha. Đó. Rồi, em sẽ quay tiếp cho bên trong phòng. Đây là khu vực ở trong phòng nè mọi người. Đó, cũng rất là ok nha mọi người. Đủ diện tích sử dụng, có cửa sổ luôn nha. Rồi, bây giờ em sẽ đi tiếp lên cái khu vực sân thượng còn lại. Đây là trên khu vực sân thượng. Thì nói chung là nhà mình á là thông ra được đường Trường Xuân Soạn nè, hay là thông qua được khu Him Lam. Nói chung là tiện đủ coi đường luôn nha mọi người. Đó, đây là cái khu vực ở trên lầu nè mọi người. Ở đây là một phòng ngủ cũng được lắm nha. Rồi bây giờ em sẽ quay thêm tiện ích xung quanh cho mọi người cùng xem nha. Rồi bây giờ là em sẽ quay thêm một vòng tiện ích xung quanh cho mọi người xem. Như đầu clip em có giới thiệu á, ở đây là chúng ta có thể ra được quận 4 hay là tới được ngay trung tâm thương mại Lotte Mart. Nhưng bây giờ em sẽ quẹo ngay cái khu Him Lam để cho mọi người xem cái tiện ích nội khu trong đây như thế nào nha. Thì xung quanh đây á là đa số á là nhà ở đây là cho thuê không nha mọi người. Bởi vì cái khu ở đây là cho thuê rất là được giá. Là xung quanh ở đây là kinh doanh cái nhiều kiểu hàng quán khác nhau đó mọi người. Mà đa số là quán ăn là nhiều nha. Và văn phòng công ty, mọi người thấy không? Ở đây có thêm một cái cycle cây nè, một cái cửa hàng 24 giờ. Đó, và xung quanh mọi người thấy là đa số là quán cà phê nè, quán ốc nè, đó, rất là nhiều nha. Và bên đây là cái căn hộ cao cấp The Sunrise City nha mọi người. Đó, rất là nhiều tiện ích khác nhau luôn nha mọi người.